Hello everyone and welcome back to Everyday English with Lord. Today I will show you some new words about study and exams, academic writing, and finally aspects of higher academic study. So let's see some new words right here. This topic I will separate into three sections. So let's see the first section right here. In this slide, I will show you a paragraph on the left and the meaning on the right. And let's read the paragraph and find some new words. Before an exam, some students cram for it. Even if you are a genius, you have to do some revisions. If the exam happens every year, you can revise by looking at past papers. Some things can be memorized or learned off by heart. But rote learning is not sufficient for most subjects. It is also possible to use mnemonics. However, all things considered, the best idea to bury is to bury yourself in your books and to study intensively until you know the subject inside out. Trước khi làm bài kiểm tra thì hầu hết tất cả các học sinh thì phải học nhồi nhét kiến thức để mà đi thi. Ngay cả bạn là đứa thông minh nhất, bạn cũng phải sao cũng phải ôn bài lại để mà nhớ. Nếu mà bài kiểm tra được tổ chức hàng năm thì bạn có thể ôn bài bằng cách là các bạn lấy những bài kiểm tra trước á, trong năm học á, trong quá trình mình học lấy ra để mình ôn. Các bạn có thể có hai cách ở đây người ta đưa cho mình xem, là một là các bạn lấy giấy ra coi lướt qua rồi nhớ kiến thức đó. Hai, các bạn có thể học như là học vẹt ấy, đọc đi đọc lại. Nhưng mà cái cách học vẹt á, là cái cách đọc đi đọc lại á, thì nó không có hiệu quả cho một số loại môn học. Nhưng mà có một cách tối ưu nhất, đó là việc học có chiến lược. Tức là các bạn phải học sao nó tìm được kiến thức chính của mình, tìm được kiến thức chính trong cái bài học đó. Hoặc là các bạn có thể tô màu lên để mình nổi bật, để mình dễ dàng nhớ cái kiến thức đó. Tuy nhiên hầu hết thì các cách học á, thì được xem xét kỹ lưỡng, được ok như thế được. Nhưng mà cái ý kiến mà cái cách học hay nhất đó là các bạn có một cái cách là học hay nhất đó là các bạn phải sao đào sâu cuốn sách, tức là các bạn phải dành thời gian tối đa cho việc học của mình và học làm sao một cách tập trung và tập trung, không bị distract, không bị cái khác bị đánh trống lảng mình, khiến cho mình phân tâm. Cho đến khi mà bạn học sao mà tìm được cái kiến thức, những cái điểm chính cho bài học đó, nhận về thuộc về mình thôi. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái section 2 nhé các bạn. Chúng ta đã xem xong cái section 1 nhé các bạn. Section 1 chỉ nói về vấn đề các bạn khi còn các bạn học ở cấp 3. Chúng ta có những từ như là gram, mnemonics, rồi learned by heart, rồi rote learning, rồi những từ như là nữa là như là bury your in your book, bury yourself in your book, rồi intensively, rồi past paper. Đó là những từ mà chúng ta đã học, đã xem cái section 1. Section 2 sẽ đề cập tới các bạn học ở đại học, tutoring education. Ok, khi các bạn đã học ở đại học thì các bạn sẽ xem coi những vấn đề gì các bạn sẽ gặp và những thể loại viết nào chúng ta sẽ học ở đại học. Chẳng hạn như freshman mình sẽ học về văn gì, rồi sophomore mình sẽ học về văn gì, còn junior and senior cũng như vậy. Rồi chúng ta sẽ cùng xem về vấn đề những cái vấn đề tình trạng
tệ nạn xã hội ở các trường đại học như thế nào, ở việc mà học thuật, viết học thuật như các bạn, và làm thế nào để chúng ta có một bài viết ok, đẹp, tốt, sạch sẽ như các bạn. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau xem section 2 như các bạn. In this slide, I will show you some kinds of writing. I think maybe it's academic writing right here. The first one is a composition. Composition could be just 50 to 100 words, often used for schoolwork. Composition thì đó chính là bài, bài luận các bạn. Các bạn khi đã là sinh viên năm 1, các bạn sẽ đều trải qua composition là bài luận. Thì bài luận chỉ là ngắn gọn hơn 50 tới 100 từ. Thứ hai, đó là essay. Essay is longer than a composition, more serious, hundreds or thousands of words. Essay là bài, bài luận các bạn. Khi các bạn lên sinh viên năm 2, ngành ngôn ngữ Anh, thì các bạn sẽ gặp essay. Essay là bài luận thì nó mang tính chất là formal hơn, còn composition thì nó informal. Thứ hai, composition nó nhiều từ, ít từ hơn essay các bạn. Và thứ ba, assignment. Assignment is a long essay, often part of a course, usually thousands of words. Assignment thì nó cao cấp hơn. Essay là nó có hàng ngàn từ, hàng ngàn từ. Còn cái thứ tư là project. Project is an assignment, but emphasis on students on material topic. Project thì các bạn khi các bạn đi học đại học thì các bạn sẽ luôn luôn dẫn project về, những cái giống như là dạng như là nhiệm vụ giao làm bài về á. Hồi xưa ở cấp 3 mình sẽ gọi là homework đúng không, nhưng mà các bạn đã lớn rồi, đã làm sinh viên rồi, các bạn sẽ không còn từ homework nữa. Mình sẽ dùng từ project and assignment luôn luôn, bao giờ trong trường đại học đều có những hai từ này đối với các bạn sinh viên. Còn khi các bạn đã ra trường rồi đó, thì các bạn sẽ gặp cái dạng văn như là portfolio. Portfolio này á, nó dạng như là một cái chuyên sâu về một cái lĩnh vực mình thích. Nó chẳng hạn như là viết về cá nhân của mình như thế nào, bạn làm gì, học trường nào, ngành gì, rồi bạn chuyên môn hóa gì, cái ngành mình đang học chẳng hạn vậy. Khi đó các bạn ra làm, các bạn sẽ được những cái loại portfolio như các bạn. Còn kế tiếp là cái dissertation. Dissertation đó chính là bài luận văn tốt nghiệp các bạn. Bài luận văn tốt nghiệp sẽ có từ 10 tới 15 nghìn từ, để mà đó là bài luận văn tốt nghiệp. Thì các bạn muốn ra trường thì các bạn phải vượt qua được cái dissertation. Cái cuối cùng, nếu các bạn nào có đủ điều kiện muốn mở rộng thêm kiến thức của mình nữa, chuyên ngành mình nữa, các bạn sẽ lên higher education. Các bạn muốn làm doctor thì các bạn sẽ học thesis. Thesis is a very long original research based work, perhaps 80 to 100,000 words for a higher degree. Thesis là bài luận văn, luận án, tiến sĩ, thạc sĩ như các bạn. Nếu các bạn là đủ điều kiện thì các bạn sẽ học thêm 2 năm nữa là các bạn sẽ ra trường. Thì cái so với 4 cái ở trong, so với 1 2 3 4 5 6 7, so với 7 cái loại văn á, viết á, cái loại văn mà tốt nhất sau này ra trường ngon nhất đó là thesis. Tại sao? Tại vì mình là tiến sĩ cho nên mình sẽ kiến thức sâu rộng về chuyên ngành nào đó, cho nên thesis sẽ là cái gọi là outstanding, tuyệt vời nhất. Khi các bạn ra trường, các bạn có good prospect, rồi high salary, thì các bạn sẽ được những lợi ích từ thesis. Ok, ở đây chúng ta có một cái đoạn văn ngắn nói về vấn đề ở các trường đại học và cũng như những cách làm văn cho nó tốt. Ok, chúng ta sẽ đọc nha.
It's a good idea to start with a mind map when preparing an essay. Always write a first draft before writing off the final versions. Your essay should be on your own work. Plagiarism is a very serious offense in colleges and universities. It is an increasing problem because it is so easy to cut and paste from materials available on the internet. And students have to sign a plagiarism form to say that the work they're handing in is on their own and that they acknowledge and sources they have used. There is usually a deadline. After the essay is submitted, it will be assessed and usually you can get feedback. Thật là nói chung là muốn một làm bài muốn làm bài được bài tư luận á, các bạn phải đầu tiên phải dùng mind map. Mind map tức là sơ đồ tư duy. Các bạn ở đây nó có hai loại khác nhau, composition thì các bạn sẽ tương ứng, các bạn sẽ nhớ là tương ứng với outline, còn essay sẽ tương ứng với mind map với các bạn. Ok, vậy là một ý kiến hay đó là muốn viết một bài văn tiểu luận thì các bạn phải đưa ra cái dàn ý trước. Thì muốn đưa ra cái dàn ý trước bài văn đó thì các bạn phải viết trước, viết nháp trước trước khi các bạn mới chính thức là viết vô cái bài mình để mình nộp cho thầy cô. Nhưng mà hầu hết á, vấn nạn ở các trường đại học và các trường cao đẳng á, cái việc viết á thì nó không có tốt cho lắm. Đó là nó hiện tượng là sự đảo văn đó. Sự đảo văn nghĩa là cái bài văn đó mình viết nhưng thực sự không phải viết, mình copy paste từ trên mạng xuống, mình sẽ nói đó là bài của mình nhưng phải vậy. Đó là chính là sự đảo văn. Cái vấn nạn mà đảo văn ngày càng gia tăng ở trường đại học thì mình sẽ dễ dàng thấy việc mà cắt dán từ tài liệu trên internet, và một số sinh viên có thể nhận biết được những cái dạng đạo văn và họ có thể dùng cái những cái dạng đạo văn đó, bài viết đó và nói với thầy cô là bài đó mình do mình viết, thực chất không phải là vậy, đó chính là bài văn ở trên trên mạng. Nhưng mà cái điều đặc biệt ở đây á, các bạn mà sinh viên mà cái tình trạng đạo văn á, nó xảy ra là tình trạng các bạn lười biếng để ngày qua ngày không làm liền á, thì tới cái deadline, cái hạn chót nộp á, cái vấn nạn tệ nạn việc mà chép bài từ trên mạng xuống người ta nó sẽ ảnh hưởng là do cái deadline các bạn không làm, sự lười biếng các bạn, cho nên các bạn có thể bị xem là plagiarism. Khi mà các bạn làm bài xong thì đều tất nhiên là các bạn nộp bài thì thầy cô sẽ đánh giá cái bài mình viết, sau đó các bạn sẽ nhận được cái từ feedback, có nghĩa là nhận được từ comment, từ bình luận từ thầy cô, xem những xét coi mình viết cái bài này như thế nào, tốt hay không, và cái nào để giúp cho mình tốt hơn, để bài essay mình tốt hơn để sau này ra làm có một tương lai tốt. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục sang cái slide mới các bạn. Khi chúng ta đã xem xong cái phần Academic Writing, chúng ta sẽ cùng nhau xem Section 3 các bạn. Đó là Aspects of Higher Academic Study. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau xem nha. Ok, trong slide này mình sẽ giúp cho các bạn hiểu một số loại từ mới và nhiều như những cái khía cạnh trong các trường đại học nha các bạn. University academics carry out research and are expected to read academic journals, which publish papers, articles, or specialized subjects. If a library does not have a copy of a book or journal, you may be able to access this online, or you can usually get it through an inter-library loan. Open educational resources are particularly convenient for many students. Academic study can be very demanding, and some students drop out.
but the majority survive till finals and become the well-qualified members of their future professions. Học thuật ở cái trường đại học phải học viện của các trường đại học thì đang nghiên cứu và mong đợi một cái bài báo học thuật, cái mà bài báo mà có thể là đặc biệt nói về một chủ đề đặc biệt nào đó, một cái lĩnh vực nào đó. Như nếu mà cái thư viện của trường đó không có một bản copy có một cuốn sách hoặc một bài báo nào đó thì bạn có thể dễ dàng truy cập online, hoặc các bạn có thể lấy thông tin cuốn sách đó bằng cách là vô thư viện mà có chế độ mà đổi trả được, lấy từ cái một cái bài báo này từ một bài báo khác. Rồi Open Educational Resources là một cái dạng như là một tài liệu mà online á, là các bạn có thể dễ dàng sao dễ dàng cho việc các bạn lấy để sử dụng mình học tập. Nhưng mà cái việc học thuật á thì nó rất là yêu cầu là rất là khó. Việc học thuật khó là sẽ xảy ra có nhiều đứa trốn học, nhiều bạn trốn học thì cho nên á. Nhưng mà theo nghiên cứu này á, họ thấy mấy đứa mà trốn học á thì đa số thì có thể mà trụ tới cùng, vẫn tiếp tục học và cũng như sau này đi làm á, có một giống như là gọi một cái nhân viên mà có đủ trình độ trong công việc ở tương lai. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cái slide nha các bạn. Ok, trong slide này mình sẽ giúp cho các bạn một là các bạn nhớ lại những từ vựng mình đã học. Thứ hai, các bạn sẽ dùng từ như thế nào cho nó đúng nghĩa trong từng câu dưới đây nha các bạn. Ok, câu số 1. His PhD assignment was 90,000 words long and was on the history of US plane names. Câu số 1 có những từ đặc biệt ở trong câu 1 để mình nhận ra đáp án. Đó chính là từ PhD. PhD đó là Doctor of Philosophy, là tiến sĩ triết học. Thứ hai là 90,000 words and was on the history of US plane names. Cho nên có ba cái gợi ý ở đây, mình sẽ chia ra là mình dùng từ thesis là luận án, thạc sĩ nha các bạn. Câu số 2, Little Mother did her first dissertation in school today. It was called My Family. Câu số 2 có những từ khóa như My Family, in school today. Hầu hết các chuyện hiện nay thì để viết bài luận các bạn. Bài luận thì nó về my family. Cho nên mình sẽ không thể nào dùng dissertation ở đây được. Mà phải dùng composition là bài luận. Câu số 3. We have to hand in an essay at the end of the course. It can be consisted of up to 5 different pieces of work. Câu số 3 này mình có những từ như là consist of, up to the 5 different pieces of work. Và cũng như là có at the end of course, cái cuối cái khóa này mình phải nộp để cho cái cuối là cái gì đó cho cuối khóa này. Cuối khóa này và bao gồm 5 cái việc làm, 5 công việc khác nhau. Mình phải dùng từ chính xác đó là từ portfolio, là cái một cái tài liệu giúp cho doanh nghiệp á, họ có thể sao nhìn được khả năng tổng quan của một cái nhân viên nào đó như các bạn. Nói chung nó cũng na ná giống như CV vậy á, nhưng mà nó không phải là CV, cái là tài liệu doanh nghiệp có thể họ có thể xem khả năng của một người nhân viên đó như thế nào để nhận vô làm việc nha các bạn. Câu số 4. The teacher gave us the title of this week's project. Today, we have to write 1,000 words on the topic of if I wrote the word and handed in next Monday. Câu số 4 này nè, mình có những từ như là 1,000 words. Rồi, nó có topic nữa. If I wrote the word. And the teacher gave us. Cho nên á, 1,000 từ project, các bạn nhớ, project chỉ là dự án. Dự án thì phải có hành động của nó phải đi tìm, research,
mọi thứ mình mới viết được nha các bạn. Còn á, cái này á là người ta cho sẵn topic luôn, thầy cô cho sẵn topic luôn, rồi mình cứ viết 1.000 từ đó thôi. Cho nên mình phải, mình không thể nào dùng broad project, mình phải dùng essay. Câu số 5, at the end of this course you have to do a 5000 word thesis which will be assessed and the grade will contribute to your final degree. Câu số 5 này mình có từ như là 5000 word which will be assessed and the grade will contribute to your final degree. Cho nên mình phải dùng từ ở đây là từ assignment, mà không thể nào dùng thesis. Thesis là cái bằng luận văn thạc sĩ cao cấp hơn. Và thứ hai nó nhiều từ hơn nha các bạn, nhiều từ hơn nữa. Cho nên mình không thể nào dùng thesis. Số 6, I think I do a study of people's personal banking habits from my MSc composition. It has been about 12,000 words. Composition làm gì mà viết dài dữ vậy các bạn? Vô lý đúng không các bạn? Composition là bài luận thôi, 1.000 từ thôi, mình không thể nào dùng composition nữa. Mà có từ đặc biệt đi, MSc là Master of Science. Master of Science. Cho nên mình phải dùng từ chính xác là từ dissertation, bài luận văn tốt nghiệp. Luận văn tốt nghiệp có 12.000 từ. Cho nên một sinh viên phải sao? Do a study of people's personal banking habits. Như các bạn, cụm từ này quan trọng này để mình nhận ra được cái đáp án ở đây. Và thứ hai là 12,000 words. Câu số 7, I have chosen to do the portfolio instead of the two exams because I like to do one single piece of work where I can research something that interests me personally. Câu số 7 có những từ như là two exams because I like to do single. Ở đây nó bị mất chữ nha các bạn. Thứ ba là piece of work where I can research something that interests me personally. Portfolio là, nếu các bạn đã biết nghĩa của từ portfolio là tài liệu giúp cho doanh nghiệp biết được khả năng làm việc của một nhân viên nào đó. Cho nên có những từ như vô lý, to exam, rồi I like to do single, piece of work nữa. Rồi nơi mà đặc biệt ở đây nè, where I can research something that interests me personally. Như câu số 3 các bạn thấy portfolio là gì? Bao gồm 5 công việc thôi. Nhưng ở đây nó gợi ý cho mình nè, where I can research. Tôi có thể nghiên cứu thứ gì đó làm cho mình hứng thú. Như các bạn, nó là sự khác nhau giữa portfolio. Nếu các bạn không biết nghĩa, nếu các bạn biết nghĩa portfolio và các bạn biết được cái từ khóa thì các bạn sẽ không dùng portfolio. Mình sẽ dùng từ chính xác là từ project nha các bạn. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục slide kế tiếp nha các bạn. Ok, trong slide này mình sẽ giúp cho các bạn nhớ lại những từ vựng ở trong section 1, đó là vấn đề về study and exams. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài và cũng như tìm những từ nào cho nó thay thế cho những cụm từ gạch ở dưới đây nha các bạn. When I am studying in a very focused way because I am preparing hard for an exam. In a very focused way là một cụm từ đơn giản, giờ mình sẽ dùng từ thay thế đó chính là intensively, một cách tập trung. Còn preparing hard mình sẽ dùng từ cramming for. Các bạn nhớ nha, cram for. Đây là một phrasal verb nha các bạn. Học nhồi nhét về kiểm tra. Nhưng mà tôi không thấy không tìm được cái bài kiểm tra năm trước. Bài kiểm tra năm trước mà sử dụng past paper. Có lẽ là những kiến thức đó nó đã được sao học thuộc rồi.
learn by heart. Và tôi biết vài người có dễ như là họ có cách học phát triển hơn, tốt hơn. Đã dùng là những cái trick để ghi nhớ, memory tricks, mình sẽ thay thế từ mnemonics để mà nhớ được những kiến thức. Nhưng không có điều gì mà thay thế cho việc sao đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại một công việc, một cái bài học, một công việc gì đó, thì mình sẽ dùng từ là revising với các bạn. Nhưng mà điều tốt nhất, ý kiến hay nhất để mà có một cái gì diagram, một cái phần gì đó để mà có thể hiện những cái ý tưởng khác, thì các bạn sử dụng là mind maps nha các bạn, là những cái sơ đồ tư duy để mà có thể các bạn có thể dễ dàng củng cố tổ chức kiến thức của mình. Và điều tốt nhất, điều dễ nhất là đó là việc học rote learning, là việc ghi nhớ là điều tốt nhất. Nói chung là việc mà học cái sơ đồ tư duy là giúp cho mình dễ dàng nhớ. Nhưng có một điều giới hạn. Nhưng mà một cái nhưng mà cuối ngày bạn sẽ đọc một kiến thức, read a huge amount, đọc một kiến thức lớn, đó chính là bury yourself in your books, là dành thời gian nhiều cho việc học học tập cho đến khi bạn nắm được cái nội dung của bài học đó 100%. 100% này mình sẽ thay thế có từ inside out như các bạn. Ok, that's it, and I will see you next time.